Sống tử tế mỗi ngày. Kính thưa quý vị, năng lực sẽ giúp bạn hoàn thành công việc. Thế nhưng, cách giao tiếp của bạn với mọi người là yếu tố quan trọng dẫn tới thành công và xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc. Và một trong những chìa khóa vàng của giao tiếp thành công chính là sự tử tế. Làm sao để trở nên tử tế trong mắt bạn bè và những người xung quanh? Tìm hiểu ngay những bí quyết sau đây nhé. 1. Luôn tôn trọng cuộc sống hiện tại và quá khứ của người khác. Có thể bạn được nghe những thông tin bên lề về công việc và cuộc sống của đồng nghiệp mới. Thế nhưng đừng quá để tâm tới những thông tin đó, ảnh hưởng tới đánh giá của bản thân. Càng không nên tỏ thái độ với họ, bởi chúng không thực sự ảnh hưởng tới bạn. Chưa kể, khi mà câu chuyện đến tay bạn, cũng đã tam sao thất bản rồi. Ai cũng có lý do của riêng mình đối với những quyết định và hành động trong quá khứ. Nên nhớ rằng, mỗi người chúng ta luôn thay đổi và trưởng thành. Tử tế chính là sự tôn trọng chuyện cá nhân của người khác. Thay vì đánh giá quá khứ, hãy cùng họ đồng hành trong hiện tại và hướng tới tương lai. 2. Lắng nghe với sự quan tâm, trò chuyện với sự chân thành và hành động chính trực. Khi bạn lắng nghe ai đó kể chuyện hay trình bày quan điểm, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những góc nhìn khác biệt ấy. Có như vậy thì bạn mới thật sự hiểu đúng và tôn trọng những cảm nhận, suy nghĩ và niềm tin của người khác. Khi trò chuyện, hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương, trả lời chân thành và có ý kiến đóng góp. Như vậy, người đối diện cũng sẽ cảm thấy tin tưởng và mong muốn được cởi mở với bạn hơn. Khi bạn hành động, hãy luôn chính trực, luôn làm đúng cam kết, thực hiện lời hứa của mình. Nếu làm đúng và đạt kết quả tốt, thì hãy cảm ơn người đã cho mình cơ hội. Còn làm sai, thì dũng cảm nhận trách nhiệm. Không gây sự phiền nhiễu trong công ty, không dựng chuyện sau lưng, không làm hại tới người khác. Những hành động xấu xí này có thể sẽ đem lại lợi ích trước mắt, nhưng sau đó bạn sẽ trở thành con người đáng sợ trong mắt người xung quanh, mọi người xa lánh, đánh mất hình ảnh chuyên nghiệp. 3. Đối xử tử tế với mọi người. Hãy tự hỏi bản thân mình, có phải bạn luôn thích làm việc và kết giao với những người tử tế và tích cực, luôn mang tới cho bạn cảm giác dễ chịu không nào? Nếu câu trả lời là có, hãy chủ động cư xử tử tế với tất cả mọi người. Lời nói, hành động của bạn với người khác chính là tấm gương phản chiếu con người của bạn. Hãy học cách khiêm nhường, nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn. Khi bạn cư xử đúng phép tắc với mọi người, bạn thể hiện được rằng bản thân mình là một người tử tế và đáng được trân trọng. Vì vậy, đừng chần chừ giúp đỡ người khác khi mà họ đang gặp khó khăn, kể cả những người thường xuyên làm cho bạn khó chịu, chứ không chỉ người thân thuộc hay giao tiếp với bạn. 4. Nhớ rằng, lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng. Dù bạn tài giỏi, thành công, quyền lực, thì cũng không nên tự phụ, xem nhẹ người khác. Cuộc sống này muôn màu, ai cũng có sở trường và con đường thành công riêng. Việc của mình là quan sát để học hỏi những điều tốt của người khác, để bản thân ngày càng tiến bộ, thay vì tỏ ra mình giỏi hơn người. Sự giỏi giang của bản thân không bao giờ là một lý do chính đáng để chúng ta tự cho mình cách quyền xem thường người khác, đặc biệt là trong thế giới rộng lớn với nhiều mẫu người và tính cách khác biệt. Ai cũng sẽ có một vài điều hay ho cho bạn học hỏi. 5. Dùng hành động để chứng minh bản thân. Đa số chúng ta đều có thể nói được những lời đao to búa lớn, nhưng không phải ai cũng có khả năng thực hiện tất cả những gì mình đã nói. Người nói ít làm nhiều sẽ được mọi người tôn trọng, quý mến, muốn tiếp xúc để được truyền cho cảm hứng và mục tiêu sống. Chưa kể, với danh tiếng tốt lành như thế thì những cơ hội thành công cũng sẽ tìm tới bạn nhiều hơn. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy, khi đứng trước gương, chuẩn bị trang phục đi làm, hãy dặn bản thân mình là phải trở thành một tấm gương sáng cho những người xung quanh, nhất là với con trẻ. Hãy biến kế hoạch trên giấy thành hiện thực, thay vì việc lãng phí nhiều giờ liền ngồi tán chuyện bên tách cà phê. 6. Luôn ghi nhớ
và biết ơn tất cả mọi người. Mỗi người ta gặp trong đời đều có vai trò nhất định với cuộc sống của chúng ta. Có người giúp bạn phát triển, có người khiến bạn tổn thương hay thất bại, có người truyền cảm hứng cho bạn. Bất kể là vai trò nào thì họ cũng góp phần vào hành trình hoàn thiện bản thân của bạn. Vì thế, hãy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đó. Điều này có nghĩa là bạn cũng đóng một vai trò nhất định trong cuộc đời của người khác. Thế nên, hãy sắm vai chính diện, làm tốt công việc của mình, giúp đỡ người đang cần, truyền cảm hứng hành động tích cực và sống chan hòa với người xung quanh. Ngoài ra thì bạn có thể tìm đọc thêm những cuốn sách về thuật đối nhân xử thế để bổ sung những kỹ năng mềm giúp mình thấu hiểu và thu phục lòng người. Cuối cùng, luôn nhớ rằng trong mọi tình huống, bạn chỉ cần bình tĩnh đối xử với mọi người, đặc biệt là chính bản thân mình, bằng tình yêu và lòng bao dung. Như vậy, cuộc sống sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn rất nhiều. Trinh Ngai Vàng. Ngụy Vương nghĩ thầm, thế thì cũng có gì khác nhau chứ? Ta cứ không ngồi lên ngai vàng để xem nhà ngươi làm thế nào. Nói xong, vua hớn hở đi từ trên ngai vàng xuống chỗ Tôn Tẫn. Tôn Tẫn liền nói, bây giờ thật sự tôi không cách nào làm đức vua trở về ngai vàng, nhưng tôi đã làm cho ngài từ trên ngai vàng đi xuống dưới này rồi. Lúc này Ngụy Vương mới biết rằng mình đã mắc mưu, chỉ còn cách phong cho ông làm tướng quân. 3. Công bình ôn hòa. Công bình ôn hòa chính là trung dung. Trung dung là một tiêu chuẩn đạo đức của Nho Gia, chính là yêu cầu người ta khi đối nhân xử thế nên giữ công bằng, chính trực, hài hòa, vô tư, không thiên vị. Có câu chuyện kể như sau. Trong điều luật nước Lỗ có quy định, nếu có người dân trong nước dám bỏ tiền ra đi chuộc những người dân bị nước láng giềng bắt về, vậy nên hãy biết trân quý thời gian. Nghèo khổ không phải là bi kịch, mất đi lòng yêu sự sống mới là thất bại lớn nhất đời người. 8. Những thứ không cần tới, dù có tốt tới mấy cũng chỉ là rác rưởi. 9. Một ngày kia, bạn sẽ hiểu được rằng lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành. Đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế, chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao? 10. Quen biết bao nhiêu người